Lại tiếp tục có tin vui cho cả nhà mình đây, như vậy là ca sĩ Hồ Văn Cường có thêm một show diễn mới nữa sau live show Nhâm Nhi guitar 6 ngày. Tức ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. Nhân dịp lễ lớn, Hồ Văn Cường sẽ hát cùng với bác Ba Ngọc Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin cháu con em vừa cập nhật từ chính nguồn live mới đây của bác Ba Ngọc Sơn. Và sau đây là toàn bộ clip, kính mời cả nhà cùng theo dõi. Này, anh có show với Hồ Văn Cường ở thành phố Hồ Chí Minh. 30 tháng 4 hát với con Hồ Văn Cường nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Cường hát rất hay và bây giờ rất là tuyệt vời, giọng rất ấm, rất mềm mại và trưởng thành rất là nhiều hơn nữa. Thì tất cả những gì đã xảy ra trước đó, mọi cái cuộc sống đều là những thử thách trong làm cho con người mình đẹp thêm thôi. Không có gì xấu hết, Ngọc Sơn thấy cái gì cũng đẹp hết á. Tất cả mọi lời chê trách, chê bai hoặc là những cái lời khen của mình cho mình đốt đúc tinh thần, hoặc những ai chưa hiểu lầm, chưa hiểu mình hiểu lầm thì mình giải thích một tí cho biết. Nhưng lòng Ngọc Sơn từ lúc nào cũng thương đại gia đình và trân quý tất cả những mọi điều xảy ra. Cảm ơn tất cả và xin kính chào đại gia đình yêu dấu, những người đã cho Ngọc Sơn tình cảm và cho Ngọc Sơn sức mạnh vô hình, đó là càng ngày thể lực càng khỏe hơn. Và em xin kính chào, cảm ơn các thầy cô yêu dấu. Hôm nay bỗng nhớ tới ngôi trường của mình, đó là trường nghệ thuật sân khấu 2, bây giờ là Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cảm ơn đầu tiên là thầy cô Xuân Hương, thầy Thanh Bạch đã chủ nhiệm lớp Ngọc Sơn, đó là lớp kịch nghệ. Sau khi học 3 tháng của lớp kịch nghệ thì Ngọc Sơn nhảy vào Đại học Thanh nhạc Dân tộc và Đương đại của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam, trụ sở là số 2 Trần Quý Khoách, và thầy một người gọi là viện trưởng viện nghiên cứu, đó chính là giáo sư tiến sĩ âm nhạc Tô Vũ, còn chủ nhiệm lớp của Ngọc Sơn đó là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, là sau đó những giáo sư như Lưu Nhất Vũ, rất nhiều ca khúc của giáo sư Lưu Nhất Vũ, cô Lê Giang, rồi thầy Hoàng Luyện, đặc biệt thầy thanh nhạc của Ngọc Sơn, dạy Ngọc Sơn. Mà qua cái thanh nhạc của thầy muốn dạy là muốn hát làm sao natural, tự nhiên. Ví dụ cả nhà nghe bài này thử một đoạn coi. Biển xanh quê tôi đây, biển duyên hải, biển xanh đeo vui. Khi Ngọc Sơn thi cái này thì thầy chấm rớt, thầy chấm cho 7 điểm. Ủa sao kỳ vậy? Ngọc Sơn đang là một giọng ca solid của trường, giọng ca chính của trường. Thầy nói là em hát cái này sai rồi, phải như vậy. Biển xanh quê tôi đây, miền duyên hải. Cho nên khi Ngọc Sơn đem cái kỹ thuật này xuất hiện sân khấu cuối năm 87, trở thành hiện tượng luôn. Sẵn có ba dọc Bắc Trung Nam, chất của Bắc, của mẹ Hải Phòng, ba miền Trung. Gia đình thì mê cải lương, nguyên như là thần tượng cải lương. Từ nhỏ mê ca Huế, mê chèo. Đó, rất là mê những thanh nhạc dân tộc. Khi Ngọc Sơn vào lớp Đại học Thanh nhạc Dân tộc, cả nhà yêu dấu, Đại học Thanh nhạc Dân tộc và Đương đại của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam, dùng cái thanh nhạc của mình để hát những bài có thể bolero, nhạc trữ tình, nhạc quê hương và cải lương nữa. Đó, cho nên Ngọc Sơn, giọng Ngọc Sơn nghe rất là mở, rất là mạnh, là dùng kỹ thuật trong đó. Và kỹ thuật rất một cách rất tự nhiên, natural. Ngọc Sơn hôm nay đến đây để nói về xác nhận không phải là trường thanh nhạc bình thường, đó là trường, đó là lớp của Đại học Thanh nhạc chung với chị Kim Hương, ca sĩ Kim Hương, người Phan Thiết, rất hát rất hay, opera hát tuyệt vời luôn. Và anh Quý Thăng, rất nhiều ca sĩ anh chị ở đó. Thì vừa nãy Ngọc Sơn, ôi cũng không có muốn lên giải thích làm cái gì đâu. Ngọc Sơn cảm ơn tất cả đại gia đình khắp nơi, cảm ơn thầy cô, em cảm ơn thầy cô rất nhiều, em mang ơn thầy cô lắm suốt đời như vậy. Và cảm ơn những thông tin về báo chí truyền thông, lúc nào cũng yêu thương Ngọc Sơn và các phương tiện truyền thông, cũng như là các kênh truyền hình cũng vậy. Ngọc Sơn được lên truyền hình, được nói chuyện với đại gia đình, được thổ lộ tâm tình, cũng như truyền cái năng lượng, cái tích cực, cái điều tích cực cho lớp trẻ vươn lên và mạnh mẽ, sống tuyệt vời. Đó, thì Ngọc Sơn nhắc lại điều này và cảm ơn các thầy cô. Cả nhà thấy không? Đây, cả nhà biết ai đây không? Đây là người Ngọc Sơn rất là thương, quý trọng, đó là người anh của Ngọc Sơn. Nhạc sĩ gì đây? Cả nhà nhạc sĩ gì đây? Nhạc sĩ Bảo Chấn và nhạc sĩ Bảo Phúc. Đó, mẹ của Bảo Chấn, Bảo Phúc, anh hai anh thì là cô Bích Liễu, là dạy Ngọc Sơn ca Huế.
ngắm 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 non nước, bước chân lui chẳng đành, cổ đô nhiều vẻ xinh này sông núi, khéo như tranh thần kinh, hóa trôi dịu lạnh trầm lặng, tình thêm tình trôi lơ lửng tư bài kinh hướng dẫn tiếng nước trong xanh, lai láng xuân thành cổ đô từng quang minh. Đó, cầu Huế cái chơi. Hoặc là diễn phận y ta phải chiêu y, y ai ơi đôi thời, đôi lưỡi ta tình 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 tình, thời này duyên y, y phận đôi ta thời duyên y phận, ta phải chiêu y, 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 y. Nghe đúng không Ngọc Sơn? Vào cái lớp này Ngọc Sơn hội nhập được luôn, và lớp đại học thanh nhạc dân tộc và đương đại của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam trực thuộc vào Viện. Lớp gửi vào trường nghệ thuật sân khấu 2 ở đường Cống Quỳnh. Đó, và lớp trực thuộc là lớp của Viện Nghiên cứu là số 2 Trần Quý Khoách. Mà chỉ có một khóa một thôi nha, một khóa một duy nhất, vì rất là khó, khó có ai có thể hát theo được, cho nên là đúng một khóa một, sau đó là không dạy nữa. Và Ngọc Sơn còn nắm lại những cái bí kíp đó, những cái hay, những cái tuyệt vời đó để lên truyền hình truyền lại cho các học sinh và truyền lại cho các thí sinh cũng như các ca sĩ, để mà làm sao đi vào trong trái tim của đại gia đình một cách rất tự nhiên, giọng hát như vậy. Cảm ơn cả nhà yêu dấu. Hôm qua cũng vừa bình luận trên trên chương trình Ca Cộng về võ thuật, mai mốt sẽ nói về võ sau, có lẽ là mai mốt sẽ vào lồng bát giác luôn đấu cho vui, để cho cả nhà thấy xem sức khỏe nha, sức khỏe càng ngày càng khủng khiếp hơn, sức khỏe dữ dội hơn nhờ rèn luyện và nhờ tình yêu của đại gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em cơ quan thông báo đài thông tấn, rồi tình cảm của đại gia đình khắp nơi đã dành cho Ngọc Sơn. Và Ngọc Sơn xin nhắc lại một lần nữa, Ngọc Sơn là sinh viên của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam trực thuộc số 2 Trần Quý Khoách. Lớp thì gửi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Đó, cả nhà biết đó, đó là lớp đại học thanh nhạc dân tộc và đương đại. Còn nếu ai mà có hiểu lầm, nói là chưa có biết nhiều về những cái bút nào đó, một vài cái bút nào đó thì Ngọc Sơn mới đọc thấy, thì Ngọc Sơn lên đây để đính chính, nó là như vậy. À, còn nếu mà kiểm tra thì sẽ đến thẳng vào trường nghệ thuật sân khấu 2 thì chắc chắn sẽ biết rõ ràng cái chuyện đó. ngày mai hát ở Đông đâu? Hòa, Tuy Hòa. Ở Tuy Hòa nghe. Mai ra Tuy Hòa hát. Huyện Đông Hòa, Tuy Hòa. Huyện Đông Hòa, Tuy Hòa ngày mai nghe. Ngọc Sơn thì khắp các nơi, kể cả event, sự kiện về quê hương, về khỏe phụ động, rồi đến những giúp đỡ những bầu show, những nhà tổ chức về ngay cả những show gọi là hỗ trợ cũng sẵn sàng để gặp được bà con bình dân cho biết. Nhưng lòng Ngọc Sơn từ lúc nào cũng thương đại gia đình và trân quý tất cả những mọi điều xảy ra. Cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại sau. Tấm thằng nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình nhiều lắm nha, thương lắm nha. Tuy Hòa hát ở Đông Hòa. Hát ở Đông Hòa, Tuy Hòa ha. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt.